Vô đã nướng những miếng sườn, tảng sườn to bự tràng luôn. Cái này ngày mình nướng nhiều không chú? Có mười mấy ký rồi chị. Dạ, nghĩa là mình chỉ bán buổi sáng thôi hả? Quán mình bán lâu chưa cô? Mới có 2, 5, 6 năm nha. Dạ đây, chả nhà cô tự làm luôn hả? Làm bán giải đắt lắm, mà bán lãng nổi nữa, làm gì có đây. Đây là có sườn bì chà cũng như là trứng. Có ốp la bì. Nhưng mà đầy đủ hết tất cả là bao nhiêu cô? Sườn bì chả là 50. Dạ. Chú ở ngoài nướng không kịp để bán. Rồi tới. Đó, rồi bay dĩa sườn nè. Làm liền quý vị ơi, làm nhanh quý vị ơi. Làm nhanh cái quán sắp nghỉ rồi. Giống như hồi nãy quý vị thấy đó, cô luộc tỏi á. Thay vì mà nếu mà muốn nhanh người ta ra chợ người ta mua sẵn có hết. Về chỉ cần bỏ vào nêm nếm và ướp thôi. Nhưng mà ở đây là từng cái muối tỏi cũng phải luộc. Đây khi mà mình ăn á, mình cảm giác giống như là nhà mình làm vậy đó, nhà mình nấu vậy đó. Quý vị thân mến, chúng ta vừa mới vào xin phép quán quý vị ạ. Hôm nay hai vợ chồng chúng ta đang có mặt tại đường Âu Cơ á. Mà đi ngang qua ở nơi đây á, thấy khách đông lắm. Ngồi ở ngoài vỉa hè là gần như hết bàn luôn. Nên vào xin phép quay để chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị liền. Đi thôi quý vị ơi. Này quý vị xem nè. Khách ngồi hết bàn ở đây luôn á. Đi qua đây, anh trai đang đứng nướng. Quán có không gian khá là rộng. Xin chào chú. Cháu quay phim chút xíu nha chú. Dạ. Chú đã nướng những miếng sườn, tảng sườn to bự tràng luôn. To hả? Cái này ngày mình nướng nhiều không chú? Ngày có mười mấy ký em trai. Dạ. Nghĩa là mình chỉ bán buổi sáng thôi hả? Dạ, bán sáng chỉ 2 tiếng rồi hết rồi. Ui, bán có 2 tiếng thôi. Dạ. Thường thường 8 giờ là hết rồi. Dạ. Yeah. Vậy thì phải tranh thủ quay nhanh để ăn quý vị ơi. Chỉ bán 2 tiếng thôi. Ở ngoài đây thì anh đứng, chú đứng nướng, còn ở trong đây thì các cô các chị đang bán này. Nồi cơm nè. Chào cô nha. Vâng. Dạ. Yeah. Quán mình bán lâu chưa cô? Mới có 25 26 năm à. Dạ, yeah. Mà mình chỉ bán 2 tiếng thôi hả? Bán 2 tiếng. Sao mình không bán nhiều hơn cô? Nổi thôi. Quá làm nổi. Tại mình làm kỹ quá đâm ra là không có nổi chứ phải gì hết. Dạ. Yeah. Mình bán có ngày nào nghỉ không cô? Chỉ những ngày nào mà ví dụ như đám giỗ, nhà đám giỗ hay là bệnh hoạn hay là gì thì tụi nó đi chơi đó thì mình mới nghỉ chứ không có nghỉ ngày nào hết. Dạ. Yeah. Đó. Một phần như vậy là nhà mình bán bao nhiêu vậy chị? 35 ngàn sườn. Sườn là 35 ngàn, to bự chảng luôn. Bì chả thì 30. Dạ. Sườn bì chả thì 50. Mấy cái chả nè. Dạ đây, chả nhà cô tự làm luôn hả? Làm bán chả đắt lắm mà bán làm nổi nữa, làm nhiêu đó thôi. Đây là có sườn bì chà cũng như là trứng. Thịt kho, ốp la, bì. Yeah. Thịt kho hết rồi, hết sớm. Ngày cô ba hết khay đây thôi hả? Hai khay. Hai khay hả? Một khay rồi, lúc mà đãi rồi. Hai khay 2 tiếng đồng hồ đó. Nói chung lấy là bán cũng được mà làm không nổi, cực quá. Do bệnh gì ở nhà cũng làm hết rồi đâm ra. Đâu có lấy cái gì mà ở ngoài đâu, tỏi, ớt, củ hành đó, cô tự lột làm kia là thấy không? À, tất cả mọi thứ cô tự làm hết. Ở nhà đều chế biến hết, chứ không có mà, không có lấy ngoài chợ. Nếu mà đầy đủ hết tất cả là bao nhiêu cô? Sườn bị trả là 50. Dạ. Cái này là mặt bằng nhà của cô mà cô đâu có thuê, thành ra cô bán có buổi à. Ủa ta thì trưa thịt nó vô rồi. Dạ. Mình đập xong mình ướp rồi để qua đêm nó mới ngon. Dạ đúng rồi, để qua đêm mới ngon. Chú ở ngoài nướng không kịp để bán quý vị ạ. Này tính 35 ngàn đi.
Cô làm như ba đầu sáu tay á cô hả? Cái gì cũng phải... Dạ đúng rồi. Phải lè 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 chứ. Hết sườn luôn. Phải chờ sườn. Phải chờ. Dạ. Hết sườn. Cơm thì đã sẵn sàng rồi nhưng mà sườn thì chưa chín. Rồi tới. Rồi ba dĩa sườn nè. Ba dĩa sườn ngoài với cái bánh này vô trong á. Bánh này sườn bầy nè, không trong sườn thon nữa nè. Ở ngoài hết á. Ở ngoài hết á. À, bây giờ mình gọi một phần. Cô làm cho con phần đầy đủ nha cô. Ngồi ở ngoài hay ngồi ở trong? Ngồi ở trong đây đi. Dạ để chung luôn cũng được. Dạ. Để riêng cho con cũng được. Rồi bây giờ mình vào mình chuẩn bị thưởng thức thôi quý vị. Bây giờ là chưa được 7:30 đó, đã thông báo là hết sườn rồi. Nãy quá trời khách đến nhưng mà đến chậm quá là hết. Nên quý vị phải tranh thủ đi thật sớm. Dạ cảm ơn. Đây quý vị hấp dẫn lắm. Này đang quay mà sợ hết không quý vị ạ? Ngay từ khi mà chị bưng ra cho Phú Tha quý vị là cái mùi thơm của cái miếng sườn á nó thoang thoảng cái vị xạ. Ở đây có tóc mỡ, quý vị nào mình ăn á thì mình nói chị có thêm một phần đầy đủ gồm sườn nè, chả nè, mì như vậy là 50.000 nha. 50.000. Có dưa leo, có đồ chua. Chất lượng quý vị ạ. Làm liền quý vị ạ, làm nhanh quý vị ạ. Làm nhanh chứ quán sắp nghỉ rồi. 7:30 mà quán sắp nghỉ rồi. Xem cái nước chấm nè. Trời ơi.
nước mắm nó ngon ghê quý vị ạ. Ở đây là người ta cô sử dụng cái ớt tươi vừa mới sắc luôn quý vị, nên cảm giác nó cay, mặc dù là không có nhiều ớt mà nó cay lắm. Hạt cơm, cơm tấm gầy gầy quý vị, tơi nè, mời quý vị nha. Ăn cơm không cũng ngon lắm quý vị ạ. Cơm tươi ráo nha. Giờ mình cho mắm lên đây. Quý vị nào mà có em bé thì nói cô không lấy ớt, chứ cái nước mắm này nó cay lắm. Liên tục phải thông báo cho khách là hết. Nguyên Cường nhìn chất lượng không? Dày, to mà người nó thơm lắm vậy. Mềm béo, không bị khô. Ngon mà cô bán ít quá vậy. Cô nói là bán nhiều cô làm không nổi, nên quý vị nào mà mình muốn ăn là phải tranh thủ. Cá tính bữa sáng không đẹp quý vị nha. Quý vị nào mà mình đến Sài Gòn thì món cơm tấm là một trong những món mà quý vị không nên bỏ qua nha. Tại cơm tấm Sài Gòn là một trong những món đặc sản linh hồn của Sài Gòn quý vị ạ. Đi Sài Gòn mà chưa ăn cơm tấm là chưa coi như là chưa đến Sài Gòn. Mà tôi đang nghĩ đây là một trong những địa chỉ mà quý vị có thể ghé trải nghiệm. Quý vị thấy đó, rất là nhiều cô, nhiều chị bán nhưng mà không kịp, nên cái không khí lúc nào cũng bận rộn á, nhộn nhịp. Miếng sườn này á, nó có tí gừng, tí mỡ, mềm béo. Cái là cái vị ướp thấm thơm. Tại vì những cái nguyên liệu á, cái gì nhà cô cũng tự làm hết à. Giống như hồi nãy quý vị thấy đó, cô luộc tỏi á, thay vì mà nếu mà muốn nhanh á, người ta ra chợ người ta mua sẵn có hết về, chỉ cần bỏ vào nêm nếm và ướp thôi. Nhưng mà ở đây là từng cái muối tỏi cô phải luộc. Đây khi mà mình ăn á, mình cảm giác giống như là nhà mình làm vậy đó, nhà mình nấu vậy đó. Cái bì ở đây không bị khô, dạ như ít thính đó, mà nhiều da nè, nó không bị khô kìa. Giòn rồi luôn, kiểu như da mới á, mới làm. Cảm thấy như thế nào? Ngon hả?
có thêm ý kiến như ngon không thì ai không biết ngon. Sườn ướp vừa ăn, không có vị mặn. Thơm hả? Thơm. Cái vị chả, đặc biệt là cái vị chả ngọt nhẹ nhẹ, không có ngọt nhiều. Đúng rồi. Ngọt kiểu hương vị miền Nam á hả? Ngọt nhiều quá nó khó ăn. Hồi nãy vừa là ăn không hết đâu. Tại thật ra thì sáng sớm rồi. Sáng sớm thì phụ ta hay vợ phụ ta cũng vậy, đều ăn yếu. Nếu mà buổi trưa thì ăn mạnh hơn, buổi trưa buổi tối thì ăn mạnh hơn. Anh nướng miếng thịt cũng đều quá, không bị cháy. Hồi nãy miếng thịt của Hóa có mềm như miếng thịt của Bèo hả? Mềm hả? Mềm dai. Đó bây giờ khách cứ vào làm. Không báo hết rồi. Miếng sườn to quá mà ăn hết cơm rồi mình chưa hết sườn luôn á. Ngon quá rồi cô, không để bẩn hiệu vậy đó cô. Cô không để bẩn hiệu vậy đó. Ở đây người ta gọi cơm tấm gì? Tí hon. Tí hon hả? Ủa cái tên dễ thương quá vậy cô. Con thấy cũng to chứ, đặc biệt là miếng sườn nó to. 6:20 nha. À 6:20 mà 7:00, nãy là 7:20 là hết rồi. À, giờ tính ra bán trong vòng tiếng mấy. 6:20 mà tới 7:20 là đã thông báo hết sườn rồi. Quá nhanh quá nguy hiểm. Dạ sườn bừa mà có ướp thấm ngon, thịt nó mềm. Dạ. Khách đi ăn ở một cái chỗ khác nói là cái nước mắm ở cái chỗ khác là không ngon bằng của cô ở nơi đây. Đi tới gửi tiền cho cô đi. No quá vậy, làm ly cà phê đi quý vị. Có cho gửi tiền không? Hai gì ạ? Dạ đúng rồi. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Đây là 992 hả cô? 992. Dạ. Phường 14 quận Tân Bình. Cảm ơn con. Dạ cảm ơn cô. Cảm ơn mấy chị mấy anh nha. Rồi quý vị ơi, cô ta vừa mới thưởng thức xong dĩa cơm sườn bì chả. Đây là một trong những cái địa chỉ mà cô ta nghĩ quý vị nên cố gắng thử trải nghiệm một lần xem sao, nếu mà quý vị là những người đam mê ẩm thực ha. 992 đường Âu Cơ, phường 14 quận Tân Bình. Ở đây là gần đi đến ngã ba quý vị, gần đến ngã ba Âu Cơ này với lại Trường Chinh á, ngã ba Bà Quẹo á. Không biết là có quý vị nào biết ngã ba Bà Quẹo. Sau đó chạy vào đây chút xíu thì sẽ đến cái tiệm này. Cô bán trong vòng 1 tiếng thôi, từ 6:20 đến khoảng 7:20 là bắt đầu thông báo hết sườn. Ngoài ra thì còn cái gì bán cái đó nếu mà quý vị ăn. Với phần như vậy nếu mà ăn đầy đủ là 50.000 nha. Đặc biệt miếng sườn là to. Cái hương vị thơm thấm mềm. Ăn cực kỳ là ok quý vị, cực kỳ là chất lượng luôn. Quán thì không để biển hiệu gì cả. Nhưng mà theo như cô ta hỏi cô thì cô nói là quán Tí Hon. Rồi cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta sử dụng cái máy quay này. Nếu mà có gì điều gì không được á, thì quý vị có thể thông cảm và bỏ qua nha. Cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại.